nó kêu to như thế. Rồi đi thẳng vô đi, đi thẳng vô đi. Mama说就是想送给那些工人做我哥哥的家一点酒，让他们呢有更多的动力，也是更多喜欢他们做，会用心一点来做家的。然后我家里也是正常给水啊，然后偶尔给他们一点酒。哎，我今天再带来，哇，好重啊。都是他串门现在就挺早的，还有多早？更早，现在有一些人开开阳光的回去了。今天还好啊，没有那么大阳光。前面是卖衣服的。我们爸爸说明天更多，因为明天是周末的。看，他们卖衣服多，准备到这个店，所以他们才要同意给要卖这里卖。以前没有这里卖的，这里没有卖。路边上卖吗？哈。到了，前面就是我们的省运动会门耶。每年我们的县都开这样会的，主要是两年前是为了疫情嘛，所以没有开，今年他们都继续开了，也很有趣的。这个活动是免费的，每个人都可以参加，如果抓到鸭的话可以直接带回去了。你要小心。是他们抓鸭的，现在在那边还有在蹦达打蹦，我弟弟好像是在打蹦了，因为我弟弟很喜欢打蹦，所以就现在这天气这么热都看不到他们在哪里。哦，这边是打蹦，然后那边还有蹦圈的那边蹦圈好像是很多工人呢，他们也过来这里玩，然后踢球嘛。这边这样，现在这么热，他们还没休息哦。现在是中午，所以阳光很大，很热，现在人也是慢慢回去了。我们就也是准备回去吧，太热了。那边还这么热情，很多人在那边用哦来看。今天就是过寒的天嘛，所以就我和人流想给我爸爸妈妈红包。现在呀，我爸爸在给妈妈按摩，正好他们俩在一起，所以现在我们就准备好了红包了，我们现在去给他们吧。
说的不要钱。叫不会啊，不会呀。好的行，你们叫妹妹，叫大哥在那找我。莫妹，你妈啥工地？你妈啥地头？妹妹叫莫妹。哎，你妈妹叫莫妹，在过人家种呀。阿爸问妹，你不管人家种呀，走。阿爸问妹，工地怎么过的？妹工地啊。con với anh đi cùng nhau sao? Thì có mỗi một người thì con với anh đi cùng nhau nó hợp lý. Có hai vợ chồng. Con đứa một con bé, con bé con đánh vừa. Con nhỏ cho nên một người làm được thôi. Thì bố mẹ thế đi làm. Thế thì là thế nào? Thế thì cả bố cả mẹ cùng cầm quất. Của bố với mẹ giống nhau. Đây có hai người lấy cầm quất bỏ bố ăn. Đây mẹ cầm ấy. Em gì làm thế người ta cười cho. Cười gì? Thôi còn đây đi. Không, ở bên người ta hay có văn hóa là đưa bao lì xì chứ người ta không có phong bì như mình. Nhưng mình là cứ phải đưa phong bì. Nhưng mà ở bên Trung Quốc là người ta đưa cái hống bao tự người. Nhưng mà mấy hôm mà làm này người ta lại nghĩ là về đây rồi bố mẹ người Việt Nam này lấy tiền nhiều thế. Không mà cái này là mọi người còn bảo là chỗ đưa cho bố mẹ. Mọi người còn ủng hộ ấy. Mẹ thì có tuổi già ngồi với mẹ thôi, còn bố thì từ giờ đến khi chết là nhà nước người ta nuôi đều đều, còn bố là có lương. Thế tiền của chúng mày chuyển khoản về bao nhiêu là ta phải tiết kiệm bấy nhiêu. Giờ bố mẹ đi tầm quất đi xong rồi con với anh hôm nào đi sau cũng được, con với anh đi cùng nhau.